Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Thì tập hôm trước chúng ta đã có xây chuồng cho mấy em voi mammoth thảo nguyên rồi nha các bạn. Đây, và đây chính là ba em voi mammoth của chúng ta nè. Rất là xịn sò luôn. Cái loài voi mammoth thảo nguyên này thì cái kích thước nó to hơn voi mammoth long xoăn này rất là nhiều nha các bạn. Thì tập ngày hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục xây chuồng voi nữa thôi. Nói chung thì mình lỡ xây chuồng cho bốn loài gấu rồi. Bây giờ thì mình sẽ xây chuồng cho bốn loài voi luôn nha các bạn. Đó. Ở đây chúng ta có được 5 em voi mammoth long xoăn nha. Và mình đã di chuyển nó ra ngoài kia rồi. Đó, để chúng ta trong này nữa xây cho nó dễ dàng hơn. Ok. Thì cái chuồng của voi mammoth long xoăn á, nó cũng không có khác gì với lại các cái chuồng voi khác đâu nha các bạn. Đó. Mình cũng sẽ xây với lại cái cấu trúc y như vậy thôi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho nó cách ra 5 ô trước nha. Đó. Để chúng ta sẽ có một cái lối đi nó thông thoáng hơn cái đã. Yeah. Trời ơi, tôi lỡ đập cái cục đất rồi. Chơi dại rồi anh em ạ. Ở đây thì mình sẽ kéo chiều dài ra 34 ô trước nha. Tại vì nó có sẵn một ô đây rồi. Ok. Đi cái phần chiều dài thôi các bạn ơi. Ây da, chúng ta phạm một ô nè. Chiều dài thì chúng ta không cần đếm cũng được. Chỉ cần giống qua với cái chuồng bên này là được rồi. Ok. Và chiều rộng nó sẽ là 30 nha các bạn. Mình sẽ kéo thêm 29 ô nữa thôi. Ồ, bên kia có con cừu hả? Mình cứ tưởng là cái con gì đó. Xịn xò nha. À, có mấy cái em Huna gì ở đây luôn nè các bạn. Và cả con chồn nữa. Chồn ở trong đây á, chúng ta có thể thuần hóa được luôn nha các bạn. Rất là hay luôn. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục xây cho xong cái khung của cái chuồng này đi. Mấy cái em voi này nó hú lên là mình hú hồn anh em ạ. Mình cứ tưởng là cái con gì chứ. Rồi. Đó. Đã xong cái khuôn. Và sẵn tiện thì mình sẽ tạo luôn cái cổng cho nó luôn nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ cắt ra 15 ô cái đã. À, 12 ô thôi các bạn ơi. 15 ô thì nó hơi bị không có đủ với lại cái chiều rộng này đâu. Ok. Và đây sẽ là cái cổng nha các bạn. Mình vẫn sử dụng những cái loại vật liệu quen thuộc thôi nha. Đấy. Xong cái cổng. Xịn sò liền. Đã sẵn tiện thì mình sẽ lắp những cái cửa vô luôn nha các bạn. Ở đây mình sẽ xài bằng cửa carpenter nha. Đó. Tạo luôn thêm mấy cái carpenter block cái đã. Rồi. Tạo thêm nè. Ok, xịn sò liền anh em. Mình sẽ tạo 4 cái nút nha. Thì chuồng này thì mình cũng sẽ lắp bằng snow nha các bạn. Đó. Làm cửa cũng như là nút bằng snow hết luôn. Rồi. Đó, cho nó phù hợp. Mấy em voi mammoth này nó hay ở cái vùng lạnh giá mà. Rồi, đã ngon lành, có được cái khung rồi các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành làm cái sàn nha các bạn. Đó, mình sẽ lắp cái sàn bằng tuyết thôi. Ok. Đầu tiên là đào ra như thế này trước đi ha. Cho nó ngon lành cành đào cái đã. Thì chắc cái sàn của chuồng voi mammoth long xoăn này á, chúng ta sẽ làm cho nó nhiều đất hơn là cái chuồng của voi mammoth thảo nguyên bên kia nha các bạn. Bên kia thấy toàn là tuyết thôi à. Bên đây chúng ta sẽ làm thật là nhiều đất đi cho nó hấp dẫn. Để mình lấy thêm mấy cái khối tuyết ra cái đã. Lấy thêm khối tuyết nè. Giống như là mấy cây quan để mà mình kéo. Đó. Cho nó nhanh gọn lẹ hơn. Ây da, có một cái block nó bị đặt sai rồi. Nhưng mà mình có cái cây sẻn siêu thích á. Nó đào rất là thoải mái luôn các bạn ơi. Nữa. Rồi, kiểu này là con chuột nó lại dở trứng nữa rồi. Lại đứt buồn lít nữa rồi.
Đó, lại nữa các bạn ơi. Ok, bây giờ dùng wand để mà kéo ra thôi. Ok, wand này hình như xây chiều dọc rồi. Đây, wand này là chiều ngang các bạn. Đó, chỉnh sơ con bò liền. Rồi, có mấy cái block đất nè. Thì ở đây mình sẽ tiếp tục đào tiếp nha. Giờ chúng ta sẽ đào và chừa ở chính giữa ra một mớ đất nha các bạn. Tí nữa bất công mình phải trang trí cái phần sàn nữa. Ok, cái này dùng cái sẻng lấy thôi. Rất là đơn giản luôn. Chỗ này mình dùng cái cây wand để mình kéo đi cho nó nhanh. Rồi, kéo bên này qua nữa là xong. Đó, xịn sò rồi nha các bạn. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ đào tiếp luôn quá. Ui, chỗ này là cái phần đất liền anh em à. Khá là hấp dẫn luôn, mình không có cần sợ phải té xuống dưới nữa. Xịn sò con bò liền. Đó, ngon lành cành đào. Rồi, bây giờ chỉ cần dùng wand để mà kéo ra thôi các bạn ơi. Đó, trước mắt là tạo một cái khung. Khung bằng tuyết anh em ạ. Ây da, mình lỡ bấm nút ship đó các bạn. Nên là nó chỉ đào có một cục thôi. Trời đất ơi, chơi gì mà lầy quá vậy. Rồi, lại tiếp tục dùng wand nếu mà kéo ra nữa nha. Đó, xong xuôi liền. Chắc bên đây mình cũng sẽ đào thêm 3 ô nữa. Như vậy đi anh em. Đó, ngon lành cành đào. Ây da. Rồi, kéo ra thôi. Ồ, nhìn bên này nó dày hơn rồi đó. Và phần bên này thì mình cũng sẽ đào ra ba ô như thế này luôn nha các bạn. Đó, và bên đối diện cũng như vậy luôn, cho nó cân đối với nhau á. Ôi, chỗ này thì chúng ta có thể đi bộ dưới đây được, rất là thuận tiện luôn. Ây da, mới nói thuận tiện xong. Ok, lắp lại thôi các bạn ạ. Ngon lành cành đào. Cái phần này là đất nó đã nhiều hơn rồi đó. Còn phần phía trước thì mình sẽ đào ra một cái hàng 3 ô nữa. Mình muốn cái phần chỗ này nó sẽ dày hơn một xíu nha. Rồi, ok, chỉnh sò. Ủa, mình hết tuyết hả? Mình cứ tưởng cái cây wand nó bị lỗi anh em mà. Hết tuyết thì mình lấy thêm thôi, có gì đâu. Mình có rất là nhiều tuyết mà. Cái này thì farm miễn phí luôn anh em à. Ok, xong phần cái sàn. Cái sàn này thì chưa được trang trí đâu nha các bạn. Giờ để hoàn thiện hơn thì mình sẽ lắp lowstone vô cho nó sáng. Đó, với lại tránh quái nữa đó các bạn. Ok, chỗ này một cục. Bên đây một cục nữa. Rồi, về cái hàng chiều dài này thì chúng ta chỉ cần cách ra 6 ô và đặt một cục glowstone thôi nha. Tại vì những tập trước mình đã có tính rồi, nên là tập này không có cần tính nữa anh em ạ. Rất là khỏe luôn. Đó, vừa y luôn nè. Chỉnh sơ. Rồi, bây giờ thì mình chỉ cần giống qua thôi, đỡ phải mất công đi đo đi đếm nữa các anh em ạ.
Đó, giống được một hàng rồi. Qua đây chúng ta lại giống tiếp tục nữa. Giống qua như thế này á, nếu mà ai mắc kém nó có thể đặt nó trật luôn các bạn. Cũng khá là nguy hiểm đó. Rồi, có vẻ như mình sắp xong về cái phần Glowstone rồi đó. Chuồng nhỏ lên là đặt Glowstone rất là đã luôn. Nó không có tốn nhiều thời gian như là chuồng của mấy em khủng long khổng lồ đó các bạn. Em nữa quá, hai em. Ồ, hấp dẫn quá xịn luôn. Chỗ này một em nữa, thôi cho nó sơ sơ ra chỗ này đi.
Nhìn nó hấp dẫn hơn rồi đó các bạn ạ. Ok, con dê chỉnh sơ. Rồi nó có hơi nhiều cây quá không ta? Ừ, cũng không nhiều lắm đâu các bạn. Sẵn tiện thì mình sẽ tạo ra những cái độ băng nha các bạn. Bên này đi. Mấy cái ổ băng nó sẽ nằm rải rác như vậy đó các bạn. Ngon lành cành đào. Hiện tại mình đã trang trí gần xong cái chuồng rồi nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lắp những cái tuyết này. Đó. Sao cho nó hợp lý đã. Ok. Mình sẽ lắp vào những cái mình sẽ lắp vào những cái bên đất trống này nha các bạn. Đó. Cho nó xịn sò cái đã. Ui, chỗ này cỏ nó đã mọc ra rồi nè. Sẵn tiện thì mình cũng sẽ bón luôn. Cho nó đã luôn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi, bên này cỏ nó cũng mọc luôn. Xịn nhiên. Xịn trò nhiên. Bên đây thì nó mới lan ra một ít thôi các bạn ơi. Chưa nhiều lắm. Bây giờ mới chính thức xong về cái phần trang trí rồi nha các bạn. Đó. Quá là xịn sò luôn. Chúng ta có những cái cây lá kim nè. Những cái khối băng đó. Cũng như là những cái tuyết. Đó, có chỗ này tuyết lên nó rơi dày quá đó các bạn. Khá là giống thật đó. Rồi. Thì mình sẽ tiến hành dắt mấy em voi vào trong đây nha. Mình sẽ tạm để một vài con ở đây đi. Đó. Dắt vô đây hết các bạn à. Để tí đỡ mất công phải dắt vô nó hơi khó khăn đó các bạn. Rồi. Để tôi lấy cái dây ra nè. Để tôi lấy cái dây ra tôi dắt nó nào. Đây cho em đầu tiên đi đi. Em đầu tiên sẽ vô đây nha. Một em. Ồ xịn xò liền các bạn. Mấy em này phải lôi vô trong mới được. Hai em. Ok, xong hai em rồi đúng không? Em này là em thứ ba nè. Đi vô đi vô. Đừng có nhảy linh tinh nha. Ui con voi này nó nhảy linh tinh quá các bạn ơi. Đấy. Còn hai em voi nữa thôi bạn à. Đây rồi. Đi vô đây. Không có chạy tùm lum nha chưa. Và đây là em cuối cùng nha các bạn. Em cuối cùng hình như mình có để sẵn cái cọc đó đâu. Quanh đây nè. Cột nó vô cái cọc này luôn nha. Đó. Xịn xò liền. Ngon lành cành đào rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xây cái chuồng lên nha các bạn. Cái chuồng này thì nó cũng sẽ cao 5 ô thôi. 1, 2, 3, 4. Tại vì có sẵn một ô ở dưới rồi. Bây giờ chỉ cần kéo ra thôi các anh em ạ. À. Đó, kéo ra thôi. Chỉnh cho con bò. Ây da. Tôi lỡ một lóc rồi. Ok.
À mình quên cái này. Quên mất các bạn à. Trời nó cũng sắp tối rồi kìa. Chúng ta phải nhanh chóng làm cho thiệt mau đi. Sẵn mình xây xong thì mình cũng sẽ lắp cái phần mái ở trên bằng thạch anh luôn nha các bạn. Mình phải làm mái ở trên thì quái nó sẽ không xuất hiện được nha. Ok, giờ xây qua thôi. Mấy em voi này đừng có đi lên tinh nha. Ui, có một con nó tính chạy ra ngoài hay làm cái gì đó rồi kìa. Đừng có đi linh tinh mà. Ui nó nhảy ra. Sung vãi chưởng à. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp slab bằng thạch anh địa ngục nha các bạn. Hy vọng là mình đủ. Mình sợ thiếu à. Dạ, lỡ một block rồi nè. Rồi, kéo qua nào. Ui, cái phần chỗ này nó đã thành cỏ hết rồi bạn à. Đây, hồi nãy mình có để một cái cục cỏ xen lẫn với đất á. Cho nó xanh tốt cho mau á. Có gì tôi còn bón bột xương vào đó nữa. Cho nó hợp lý. Dạ, lại bị một cái nữa. Xây lúc nào cũng bị như vậy hết. Bấm nhanh quá đó các bạn. Xong chưa? Xong luôn rồi nè. Ây da, nữa nè. Bị hoài à. Rồi, và cuối cùng chúng ta cũng đã xong cái phần mái của cái chuồng này nè. Cũng như là cái phần khung nha các bạn. Đó. Tụi mình cất mấy cái slab này vô đây đi. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái tường cho nó dày ra một xíu nha. Ở đây thì nó sẽ dày 3 ô nha các bạn. Đó. Mỗi bên 3 ô. Quá là dày luôn. Bên này cũng vậy nha các bạn. Rồi. Chúng ta chỉ còn hai cái trụ cuối cùng thôi. Rồi, sắp xong rồi các bạn à. Và cái mặt bên đây là cái mặt cuối cùng nha. Ok, quá xịn sò luôn. Và phần cuối cùng để hoàn thành xong một cái chuồng, đó chính là lắp mấy cái kính cường lực vào nha. Đó. Mình lại xài cái loại kính cường lực này nè, tại vì nó trong suốt và nhìn nó rất là đẹp luôn đó các bạn ơi. Hả, cái em voi này đừng có kiếm cớ mà nhảy lung tung nha chưa. Tính đi đâu vậy hả? Tính đi tùm lum. Đừng có hòng mà trốn thoát khỏi cái chuồng này nha chưa. Rồi, mình chỉ còn hai mặt nữa thôi các bạn à. Giờ mình sẽ lắp cho xong hai cái mặt còn lại luôn nha các bạn. Đó. Có cây quan kéo thật là đã. Đỡ phải đi lắp từng cái block đó các bạn ơi. Rồi. Làm cho nó xong nào. Ta là, ôi nó bị cái gì vậy? Khi nó bị như này á, chúng ta chỉ cần đó. Nói chung là đặt những cái vật phẩm á mà nó tiếp xúc với những cái block này nè, cho nó mất đi á các bạn. Tại vì dùng cái wand á, kéo nó cũng khá là nhanh nên đôi khi nó bị lắc á. Bây giờ thì mình sẽ đi chặt những cái cây trụ đi ra đi. Đó, xịn sò. Hai em đây, em này là em thứ ba nè. Ba em. Nó đang tắm đó các bạn. Bốn em. Ủa, cái giày của nó đâu rồi? Và đây là em thứ năm nha các bạn. Ok, sẵn tiện thì mình sẽ bón cho này một cái cục bột xương luôn nha. Cho cây cỏ nó rậm rạp lên cái đã.
Bột xương tôi để đâu rồi? Đây rồi các bạn. Có một cái là được rồi. Đó. Nhìn ổn định lên hẳn liền. Đó, cuối cùng cũng xong chuồng cho mấy em voi mammoth rồi nha các bạn. Thì trong số 5 em voi mammoth này thì mình đã thu phục được 3 em rồi. Đó, còn 2 em là voi mammoth hoang dã đó. Đó, nhìn rất là xịn sò ha. Bọn này thì lông nó rất là nhiều luôn. Voi mammoth thảo nguyên thì các bạn có thể thấy nè, lông nó xịn nè. Và kích thước của voi mammoth thảo nguyên đó, nó rất là bự ha. Nó bự hơn cả những em voi mammoth lông săn này nữa. Thì những em voi mammoth này á, nó nằm trong một cái gói mod khác có tên là MO Creator nha các bạn. Nó khác với lại voi mammoth mà mình hồi sinh chung với bọn khủng long đó. Đó, nó khác nhau nha. Tại vì nó nằm ở hai cái mod khác nhau mà. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đi trang bị những cái vật phẩm cho mấy em voi mammoth này nha. Thì voi mammoth thảo nguyên và voi mammoth lông xoăn, chúng ta có thể trang bị được ngà nha các bạn. Đó, tập trước thì mình đã cho các bạn coi công dụng của ngà voi mammoth rồi đó. Ngoài ra chúng ta cũng có thể trang bị thêm những cái yên nè và rương để cho bọn này nó có thể vận chuyển được đồ đạc đó các bạn. Để mình sẽ trang bị cho các em voi mammoth này nha. Chúng ta chỉ có thể trang bị được cho những em voi mammoth đã được thuần hóa thôi nha. Đây, cái yên và cái rương. Khi trang bị cái rương thì nó sẽ cho mình một cái chìa khóa để mà mở rương nha các bạn. Đó, để mình sẽ cởi con này nha. Mình sẽ đè ship nè, cho nó quỳ xuống cái đã. Bây giờ sao nó không chịu quỳ hết vậy? Đó đó, nó quỳ rồi các bạn. Ok, chỉnh sơ. Cho nó ra đây cho nó tắm đi. Hình như chỗ này nó hơi bị nhiều cây quá thì phải. Mình sẽ đeo thêm những cái món trang bị này cho một em voi mammoth đã được thuần hóa nữa nha. Đâu rồi? Ở bên đây nè các bạn. Đeo cái yên nè. Rồi tiếp theo là đeo những cái chest. Đó, và nó cho mình thêm một cái chìa khóa nữa để mà mở chest ra nè. Quá là xịn sò luôn. Để ship nè các bạn. Để cho tụi nó quỳ xuống. Ồ, quỳ xuống thì chúng ta mới có thể cởi được nè. Ui, hấp dẫn hấp dẫn. Rồi, thế là đã xong về những em voi mammoth lông xoăn rồi đó các bạn ơi. Ồ, con này nhìn lông lá rậm rạp với chưởng ạ. Voi mammoth lông xoăn có thước nhỏ hơn nhưng mà tụi nó khá là phổ biến. Ồ, nên nhiều người biết tới voi mammoth thông qua cái hình dáng này thôi các bạn ơi, chứ người ta ít biết tới thông qua cái hình dáng của voi mammoth thảo nguyên lắm. Ồ, cái này thì nó khá là giống voi thường hơn. Rồi thì để tôi cưỡi một cái con voi mammoth nữa coi. Đè ship nè, cho nó quỳ xuống coi. Quỳ xuống đi, quỳ xuống. Đó, ok, chỉnh sơ con bò. Thì video về mấy em voi mammoth lông xoăn tới đây là kết thúc rồi nha các bạn. Hôm nay mình đã xây chuồng cho tụi nó, cũng như mình đã trang trí chuồng bên này nó khác biệt hơn với lại chuồng voi mammoth bên kia. Đó, như vậy du khách sẽ đỡ nhàm chán hơn đó các bạn ơi. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe kênh Fury Gaming và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ngoài ra nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.